để cái này nó hỏi trước. Coi cái cơ bản là đã thích chứa chắc ngay từ hồi trước rồi. Thích cái bài cái bài gì mà quay gì á, bài gì của giới chắc á, bài gì mà 50 triệu view á. Bài gì? Hơi quê nha. Bài này quê chưa? Cái gì đó? Cái gì đó? Bài 50 triệu view. Ừ, cái bài gì mà 50 triệu view á, bài gì Thành quên rồi. Đời này vui à, ngang đời là lắm mà ngang là thích giới chắc từ lúc đó rồi. Và rõ ràng khi mà cái tập trước, tuần trước mình xem á, thì giới chắc có một cái bài màn trình diễn. Cái thứ nhất là nó rất là mang hơi hướng của một bài nhạc kịch. Cái thứ hai là từng cái lời lẽ trong bài rap của giới thì nó chạm được tới trái tim của Lan. Lộn, nó phải vậy chứ. Nên là Lan rất là thích. Cái bài thứ hai Lan thích đó là bài của Gonzo hồi tuần trước. Và nghe nói là Gonzo ở ngoài rất là đẹp trai nên rất là thích. Hết rồi đó. Thích luôn cả Tình Linh luôn. Rồi thích luôn Chi Đắc Kỳ luôn. Thích hết luôn, ai cũng thích hết trơn á. Hơi ba phải nhưng mà thiệt tình là thích hết.